Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình nha. Mình là Hiếu Cofan đây. Tiếp tục series hôm nay thì mình sẽ chơi cái con Calvin này nữa nha mọi người ơi. Thì số 4 của mình là đang có là Namer nha. Thì hôm nay mình sẽ test cái con độc bảo tiếp nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chơi lớn lớn một xíu. Mấy bữa thì mình chơi chỉ có 200k 300k thôi. Thì hôm nay mình sẽ quát cái Namer vào mình chơi cái con này độc bảo full cược luôn nha. Thì hôm nay mình test thử là có săn ra được 7 trứng không hay là chốt lời ít 2 vốn cũng khá là ok nha mọi người. Còn không thì ra đảo thôi. Thì mình chơi thì mình test một lần duy nhất thôi nhé. Có ăn có thua thì mình cũng sẽ đăng lên cho anh em xem nhé mọi người. Đỡ cho anh em biết mà ngày hôm nay nó không nhẽ hay là ngày hôm nay nó nhẽ thì anh em biết mà vào mà chơi nha. Ok anh em nha. Rồi cái này bú trắng 100k và xanh 50k rồi 150k khá là ngon. Má nãy giờ thì nổ cũng tạm tạm thôi anh em, chứ cũng không có ngon lắm. Thì coi xem thử mình chơi hết 3-4 vòng thì mình mới biết được là mình có lời hay là lỗ thôi. Chứ còn mới đầu vào thì thường thường nó không quậy anh em. Còn không là thường thường vào nó cho 7 trứng cũng được. Chốt lời nghỉ luôn. Ôi cái định mệnh nó éo thấy cái gì luôn rồi. Đen này. Rồi 70k luôn, quá là bèo. Ôi trứng kìa. Rồi đéo có trứng luôn. Cái này là trắng nè, xanh nè, 180k cũng được. Tiếp nào. Rồi cái này có 50k thôi. Mé nè. Toàn là mít không nhờ. Thôi chết em rồi. Hôm nay độc bảo không nhả đâu nha. Mấy nãy giờ nổ toàn là lỗ không à mọi người ơi. Namer mà xuống còn có 43 thôi à. Rồi cái này lỗ luôn rồi. Mía nè. Nó như cái đầu bùi. Rồi 50k luôn. Quá là bèo. Ôi rồi cái này được 400k nè. Đen không kìa. Rồi tiếp rồi. Ông mé nổi gì bèo thế. Rồi cái này 120k. Và anh chị nào đang xem video thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một cái like và một cái đăng ký kênh nha mọi người ơi. Và đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi ok, nãy giờ mình đéo thấy nổi gì nữa hết à. Mé nó xuống còn 40 rồi. Rồi trắng nè, trắng nữa nè, đen nè, xanh nè. Ok, cái này bú được 4.2 luôn. Ui rồi, 6 trứng nè. Ui rồi, ui đỏ nữa nè. 7 đỏ nữa, ui rồi, khá là ngon nha. Một mơ 850k, cũng ngon, ra thôi. Ui có lời rồi nè. Ok mọi người nha, mình cũng có lời được một mơ mấy rồi đó. Má một khoa khá là ngon nha, nổ được một mơ 8 luôn. Ôi trời ơi, khá là thơm. Thế là mình cũng có lời được rồi. Nếu mà mình nghĩ thì mình cũng có một mơ rồi đó mọi người. Nhưng mình sẽ không nghĩ nha, với một mơ thì khá là ít chứ mình nha mọi người. Mình sẽ muốn ăn thêm, còn không thì thua thì thôi. Chứ ăn một mơ cũng không thấm gì đâu. Ok nha, mình cũng sẽ test thử cho anh em xem luôn. Thử là 2-3 vòng nữa, xem nó có nhẽ thật sự nhẽ không. Chứ mình mới ăn có một mơ à, anh em cũng chả biết là nó có nhả hay không nha. Ok anh em nha. Rồi tiếp nào. Mình chơi là mình chơi tới bến luôn. Chứ ăn ít quá mình cũng không sẽ không nghĩ đâu. Rồi à, nãy giờ là nó hút lại rồi đó. Rồi cái này nổ trắng không là 100k. Ui dồi ôi cái này lại dâu rồi nè. Ui là trời, 630k cũng ngon. Tiếp nào. Hời, cây này nổ có 20k thôi. Má nè, có khi nào nó hút hết lại không anh em? Thôi, cây này nổ đúng 20k luôn, quải trưởng thật sự luôn. Má nó nổ full trắng là ngon nhờ. Má tèo nữa. Lại là 20k. Thôi, chết em rồi. Tiếp đi nào, tiếp nè. Ok, 230k, tiếp nào. Ở đù, huynh trắng luôn, đủ mé nó 11 trắng à. Ui, 700k cũng ngon nha. Má 11 trắng luôn á. Huynh trắng thì ngon biết mấy. Má nó, tưởng huynh trắng thì khá là ok nha mọi người. Nổ hũ luôn á. Hũ thì có 136 ngàn à mọi người, chứ cũng không nhiều lắm. Có 136k mà gì đâu mà làm cái hũ xương xương thôi. Nhưng mà khó lắm nha anh em, khó nổ lắm. Mẹ nhìn thế thôi
Má quay bét con mắt luôn, cũng chưa thấy nó nổ nữa. Mình chơi thì chơi chứ cũng không ham gì cái hũ thưởng nha anh em. Mình chỉ mong là nó ra 7 trứng là được rồi. Mà nó ra 8 trứng cũng được thôi. Chứ cần gì phải cái hũ nha. Ngày kiếm x24 là khá là ok rồi. Rồi mình sẽ hủy tiến độ và hủy tiếp tục nha. Mình vào lại phòng mới mình chơi nha. Thì chơi cái con đột bảo này chơi duy nhất chỉ vòng 1 thôi nha. Thì vòng 1 thì nó khá là dở kiếm lời thôi. Chứ vòng 2, vòng 3 thì biết chị nào mới có lời. Mẹ nó hút không còn cái nịt luôn đó chứ lời cái quần què. Thì quay đi quẳng lại thì mình số 4 của mình vẫn còn là 6 mơ. Thì mình vẫn có lời 1 mơ nha. Quay đi quay nãy giờ luôn á. Mé quay nãy giờ mà lời đúng có 1 mơ. Má nó làm phát 7 trứng thì ngon. Ôi dồi ôi. Cái màn này mình nghi là có trứng anh em. Nãy giờ quay toàn là trứng không nè. Đù mấy lại trứng rồi nè thấy chưa. Nó không có trứng nhiều nhưng mà nó cũng vẫn có trứng nha. Thì mình cũng nghi là tí nữa nó sẽ làm một khoát là phun trứng. Má quải cà phun trứng. Rồi. Anh em thấy không? Nãy giờ mình quay cái nào cũng ra được một trứng hoặc là hai trứng. Đó thấy chưa. Là mình nghĩ hôm nay nó cũng sẽ có trứng đó. Sẽ có trứng nhưng mà không biết bao nhiêu trứng nha mọi người. Đó như vậy là 3 trứng thấy không. Ui mà nãy giờ toàn là thấy trứng không nhờ. Không có cái vòng nào mà không thấy trứng hết. Má nãy giờ quay cái nào có trứng cái nấy luôn á. Này ô lại 2 trứng nữa này thấy không. Ui 3 trứng nữa nè. Ui lại 3 trứng nữa nè. Anh em đợi coi nãy giờ chưa có cái nào mà không có trứng hết á. Đây một trứng nữa này thấy không. Tiếp nè. Đó thấy chưa lại một trứng nữa nè. Không cái nào mà không có trứng hết á. Đó thêm 2 trứng nữa đó. Má rồi 7 trứng đâu. Rồi cái này không có trứng nè. Mẹ rồi 7 trứng đâu. Mẹ mày 7 trứng đâu. Má tèo nó đéo có trứng mọi người. Má nó cay thiệt sự luôn. Ai, quay nãy giờ luôn á trời. Vẫn là 6 mơ nha. Không thấy lên cũng không thấy xuống luôn mọi người ơi. Có 6 mơ nó ở miết à. Rồi cái này nó xanh nè, 40k luôn. Thì mình chơi cái con dòng họ nhà Win này anh em chỉ cần chơi hò thôi. Là ngày mai anh em vẫn có là tiền hòn trẻ nha, tiền nhận lại điểm bảo danh. Điểm bảo danh với lại là vòng quay á là cũng có tiền nha mọi người. Thì anh em chỉ cần chơi hò thôi là mai anh em vẫn có lời đó. Có mấy cái con game này nó có hòn trẻ cực kỳ ngon như vậy đó anh em. Rồi ok tiếp nào, xanh nữa này. Ok, cái này có lời. Rồi 230k nè. Ôi trắng nè. Có 70k thôi. Xanh nè, trắng nè, tiếp nào, nổ bự bự lên chứ gì ta. Ui dồi ôi, 4 trứng nè. Ui. Đen không kìa, 1 mơ 8. Ok, 9 đen luôn mà. Ngon nha. Nãy giờ mới thấy nổ ngon á mọi người. Má toàn nãy giờ nổ bèo lắm. Bây giờ nó nổ một phát nữa, vài phát nữa, đủ chốc lời luôn ngon. Rồi, 380 này, tiếp nào. Ui xôi, cái này nổ nữa nè. 60k à, cái địt mẹ nè. Ôi rồi, có lời được 2 mơ mấy rồi nè. Ui xôi, kiếm lời khá là dở nha mọi người. Rồi, tiếp nào. Ui xôi, cái này lại bú nữa nè. Ui xôi, bú. Ui, lại phải bú. Wow. 730k, ok anh em. Trời ơi, tới giờ nó nổ rồi mọi người. Anh em quay cái con độc bảo này, anh em chỉ cần kiên trì thôi nha. Quay một hồi thôi, là tới cái giờ của nó nổ như đúng rồi luôn đó. Bây giờ là ráng nổ vài phát nữa là ngon, còn không là chốt được 20 mấy đây cũng ngon nhờ. Nói trong một ngày mà anh em mà kiếm được 20 mấy, 30 mấy thì thôi, nghỉ thôi, khỏi cần đi. Ui, 6 trứng địt mè đéo phải 7 trứng. Ui, 1 mơ 3 nữa kìa. Ui là trời, có 6 trứng thôi. Má phải chi mà nó làm một phát 7 trứng thì ngon biết mấy nha. Ui, lại phải bú nữa nè. Lại phải bú 8, à lộn 600k. Ok anh em, chốt lời luôn nè. Ui là trời, chốt được x24 luôn mọi người. Tin được không? Má, mình không tin được là phát cuối này mình lại nổ như vậy luôn anh em. Nhưng mà thiếu 200k thì mình vào mình lật bài xíu nha. Rồi ok, 200k nè. Lên nè, xuống nè, ok bú. Ok luôn, đủ luôn 10 mơ nha mọi người. Thì khi số 4 mình là 5 mơ thì bây giờ mình bú lên được 10 mơ thì chốt lời được x24 nha. Ok, khá là ok với cái con độc bảo ngày hôm nay nha.
Và con game này cao win nha, anh em nào muốn chơi và muốn trải nghiệm thì link mình có để trên phần mô tả đó, anh em tải về liên kết số điện thoại và liên kết ngân hàng rồi vào nhóm Telegram để nhận coder trải nghiệm nha mọi người. Thì coder free này anh em đánh ăn lên thì rút quẳng ok nha, không cần phải nộp đâu. Và mọi người xem video thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một cái like và một cái đăng ký kênh nha mọi người ơi. Đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.